Hello hello anh em ơi, hiện tại cái cầu tài xỉu là bê dã man không em? Bao nhiêu con tài đây anh em đếm được không? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 con tài anh em ạ. Nếu như thế này mà ra một con tài ấy thì dã man con ngan luôn đúng không? Thế thì có những lúc mà con game này nó cho ra kết quả bê tài ấy, dài gần như là hết luôn cả một cái phiên ở đây. Đấy. Nói chung là với cái phiên ở trên con 68 cái bài này, mình thấy là nếu như nó bị cái này anh em theo được từ những cái lúc đầu ấy, theo được ấy thì nó cực kỳ là hút lớn luôn đúng không? Nên là vì thế nếu như mà anh em áp dụng cái công thức vào để mà biết được cái xu hướng nó mới bệt dài hay là bao nhiêu thì anh em sẽ áp dụng công thức vào cho mình nhé. Ok, thì bây giờ anh em sẽ lấy là đồng cầu vậy, tức là con tài 11 đúng không? Em cộng tiếp vào cho con tài 11 ở đây đó, là ra kết quả của một khoảng 22 là điểm chẵn. Thì em có thể bắt tiếng này với con xỉu và cái điểm gãy được chưa? Thì tiếng đầu mình sẽ đi 10 củ cho tự tin cho anh em. Ok nha. Ok, thì tiếng này vẫn chưa gãy anh em ơi. Tiếp tục tính lại tiếp. 11 mình cộng cho 17 bằng 28. Thì cái điểm này là điểm chẵn thì nó sẽ xỉu lại tiếp đi. 20 củ và xỉu anh em nhé, gỡ lại tiếng vừa rồi xem. Ok xem nào. Hút chưa anh em, được chưa? Đấy, mình đã bảo rồi, cứ bình tĩnh thôi, một tiếng nó chưa gãy thì tiếng này sau sẽ gãy anh em nha. Đấy, nên tiếp tục này, anh em sẽ lấy từ con 17 đi con 6, bởi vì là nó là cái cầu khác rồi, phải lấy từ con 17 đi đúng không? Mười bảy con 6 bằng 23, thì tiếng này anh em sẽ bắt vào cho mình đó chính là con tài. Thế tập gãy hồi tài một tiếng đúng không? Thế thì mình sẽ đi tầm 9 củ này, đi cái số lẻ ra đúng không? 9 củ vào con tài thế này nhá. Ok, lại kết quả anh em ơi. Úi giời ơi, về con xỉu đậu xanh nó đen thế nhỉ. Rất là đen luôn anh em ơi. Nếu như mà tiếng này 6 10 này, 6 với 10 là bằng 16 điểm chẵn đúng không? Nếu mà thế bắt xỉu tiếp à? Thế nó hồi xuống bệt xỉu à? Thế 10 củ bắt xỉu anh em nhé. Sửa sai lại cái nào. Ok. Ôi giời ơi, lại về con tài nó đảo lên đảo xuống liên tục thế này nhỉ. Mười lăm này, mười lớn thế thì phải đến con 6 cộng 15 đúng không?
6 cộng với 15 bằng 21. 21 thì tiếng này mất là tài, tiếp cho mình nhé. Ok, 20 cụ và tài này. Ok, xem nào, xin qua tài nha. Ba. Ui, giời ơi, vẫn 42. Trời ơi. Sáu 10 và bằng 16 điểm chẵn thì bắt tiếp vào một con tài đi, bởi vì là từ nãy nó chạy nghịch rồi đúng không? Từ nãy là cứ chẵn thì cứ tài mà lẻ thì nó lại xuống xỉu, thì mình bắt ngược để xem là có đúng như thế không. Ok, hút này nhân này, 664 đúng không? Đấy, mình đã bảo rồi, nếu như mà nó chỉ là hướng 1-2 hướng đảo thì mình bắt theo đảo luôn, chứ đừng có mà lại là cố chấp là bắt theo hướng lúc đầu nha. 6, thế mình 6 đã là cầu 22, mình tính được 10 rồi. Nhưng đi sang cầu khác thì phải lấy thì con 15 này đến 16 này, 21 là điểm lẻ bắt đầu tài tiếp à? Cái gì nó gãy cầu à? Cũng khả năng lên nhưng mà ô đi con tiếng này nha. Nhất thì ra đảo này bạn. Tiếng này mình sẽ đôn kèm luôn, bởi vì là cũng là lời luôn đúng không? Bởi vì là đây là nghĩ đây là một cái cầu chạy rất chi là hợp lý rồi ấy. Gãy tài hợp lý đấy, nếu mình chạy xỉu tiếp thì cũng không phải kiểu đúng không? Vì mình đã bắt theo cái tiếng đó chính là về vỡ tài 16 là một tài. Ok, xem nào. Ui giời ơi, được chưa nhèm? 6, 3, 2, tuyệt vời luôn anh em nhé. Đấy, công thức này cực kỳ là chuẩn luôn đấy, nên là vì thế nha, cứ áp dụng cái công thức để vào chơi kiểu gì là cũng hút 100% luôn đấy. Thì video này sẽ kết thúc ở đây, chào tất cả anh em và mọi người, bye bye anh em nhé.